bắt hai nghi phạm sát hại khách hàng tại quán karaoke Hải Phòng khi đang lẩn trốn ở Đắk Lắk. Diễn biến mới vụ Quốc Cơ Quốc Nghiệp vừa làm xiếc vừa chạy xe máy. Chơi chứng khoán bị lỗ, nam sinh viên cướp tiệm vàng. Vụ đầu độc ở Tiền Giang, ngày cha mất, nghi phạm vẫn về đội khăn tang. Dân làng biển gác lại niềm vui đoàn tụ để san sẻ nỗi buồn chia ly. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ xô xát giữa khách và nhân viên quán karaoke làm một người tử vong và hai người khác bị thương, xảy ra tại một quán karaoke trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Được biết sau khi gây án, hai đối tượng là nhân viên quán đã nhanh chóng tẩu thoát vào Đắk Lắk. Tuy nhiên chỉ sau 24 giờ, cả hai đối tượng hiện đã bị lực lượng công an bắt giữ. Theo đó, tối ngày 22 tháng 10, Công an quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, bắt giữ hai đối tượng Trần Viết Trung, sinh năm 1988, và Lê Văn Khánh, sinh năm 1990, cùng trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, khi cả hai đang trên đường lẩn trốn. Như Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 phút sáng ngày 21 tháng 10, Công an phường Kênh Dương, thành phố Hải Phòng, nhận được tin báo về việc tại khu vực đối diện với khách sạn sinh viên trên phố Kênh Dương, có một nam giới nằm bất động, trên người và xung quanh có nhiều vết máu. Công an đã đến hiện trường, ghi nhận một nam giới nằm trước cửa nhà 81 Kênh Dương trong tình trạng đã tử vong. Xác minh người tử vong là Hoàng Ngọc Tê, sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hiện trú ở xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Lực lượng chức năng xác định, trước đó vào tối ngày 20 tháng 10, nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc Tê và 4 người khác uống rượu trên phố Văn Cao, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Sau đó đến hát tại quán karaoke ở địa chỉ 105 Kinh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng. Khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 10, khi nhóm của T thanh toán tiền thì xảy ra xô xát với các nhân viên tại quán gồm Lê Văn Khánh sinh năm 1990, trú tại đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, và Trần Viết Trung sinh năm 1988, trú tại tổ 30, cụm 5 Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Khánh đã dùng dao đuổi đánh nhóm của Hoàng Ngọc T. Hậu quả là Hoàng Ngọc Tê tử vong. Nguyễn Đức Tê, sinh năm 1994, quê xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Và Nguyễn Văn Tê, sinh năm 1998, trú tại xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, bị thương, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi gây ra vụ án trên, Trung và Khánh đón xe khách bỏ trốn lên Đắk Lắk. Khi cả hai vừa đi đến địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea Hờ Leo, thì bị lực lượng công an Hải Phòng phối hợp với công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ. Thưa quý vị, những ngày qua dư luận lại tiếp tục xôn xao trước một đoạn video được cho là video quảng cáo của một hãng xe máy ghi lại cảnh hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ Quốc Nghiệp vừa làm xiếc vừa lái xe. Liên quan đến vụ việc này, mới đây Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh, mời người liên quan làm việc. Liên quan đến vụ một hãng xe máy điện tung video quảng cáo dòng sản phẩm mới với sự góp mặt của hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ Quốc Nghiệp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Công an thành phố Thủ Đức tiến hành xác minh, mời người liên quan làm việc. Theo đó, trong video quảng cáo, hai nhân vật chính là Quốc Cơ Quốc Nghiệp đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thực hiện màn trình diễn xiếc trong đầu khi đang điều khiển xe. Đồng thời, đoạn clip còn đính kèm dòng chữ được thực hiện bởi nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát, vui lòng không thử theo bất kỳ hình thức nào. Đại diện Công an thành phố Thủ Đức cho biết, sự việc diễn ra cách đây chừng vài tháng, vị trí nơi hai nghệ sĩ này biểu diễn thuộc phường An Khánh, thành phố Thủ Đức. Đồng thời, hành vi này có giấy phép trong khu vực hạn chế, đã xin phép dự án, hai nghệ sĩ xiếc có mang đồ bảo hộ, dây bảo hiểm, xe cứu thương, có hợp đồng bảo hiểm, quảng cáo. Khi làm clip hoàn chỉnh, phía quay đã dùng kỹ xảo xóa dây bảo hiểm khiến người xem nhìn như biểu diễn thông thường, không mặc đồ bảo hộ. Vì vậy, khi khán giả xem đoạn clip đều không nhìn thấy hậu trường phía sau. Thông tin từ Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ một vụ cướp tiệm vàng trên địa bàn huyện. Bước đầu tại cơ quan điều tra, nghi phạm cướp tiệm vàng cho biết lý do đi cướp là để trả nợ vì chơi chứng khoán bị thua lỗ. Theo đó, Lê Hữu Đạt, 18 tuổi, trú tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, là đối tượng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng ở cùng xã Thanh An. Theo đó, Đạt là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng. Quá trình học ở Đà Nẵng, Đạt tham gia chơi chứng khoán và bị lỗ, vướng một khoản nợ. Để có tiền trả nợ, Đạt đã ra quê rồi thực hiện việc trộm vàng. Theo Công an huyện Cam Lộ, tại cơ quan điều tra, Đạt thừa nhận hành vi mà mình gây ra. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 10 chỉ vàng với tổng giá trị 58 triệu đồng mà Đạt đã trộm, gồm 2 khâu loại 2 chỉ, 6 khâu loại 1 chỉ. Trước đó, Lao Động đã đưa tin, trưa ngày 21 tháng 10, Công an huyện Cam Lộ nhận được tin báo tiệm vàng Hoàng Sự ở xã Thanh An bị một thanh niên trùm kín mặt
đến vờ hỏi mua rồi cướp 10 chỉ vàng. Công an huyện Cam Lộ đã triển khai lực lượng để truy xét. Đến 21 giờ ngày 21 tháng 10 đã bắt được Lê Hữu Đạt cùng tang vật. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 10, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án chết người nghi bị đầu độc xảy ra tại xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi giết người, bắt khẩn cấp Phạm Minh Quy, sinh năm 2009 là nghi phạm chính của vụ án. Liên quan vụ việc trên, tìm về ấp khu phố xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nơi đây vừa xảy ra vụ việc đau lòng. Hai người trong gia đình tử vong sau khi uống sữa bột, nghi bị đầu độc, bao gồm ông Phạm Văn Y, 45 tuổi và bà Phạm Thị P, 83 tuổi, mẹ của ông Y. Trò chuyện với phóng viên, ông Phạm Minh Thái, 51 tuổi, con thứ 6 của bà Phạm Thị P, vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết cháu ông là Phạm Minh Quy, nghi phạm gây ra vụ việc trên. Ông Thái nói, Quy học đến lớp 7 rồi nghỉ, phụ mẹ làm ở vựa trái cây của dì ruột ở xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè. Ban ngày cháu đi làm, chiều tối về ngủ với bà nội. Cha Quy là ông Y, ở nhà làm vườn. Trước khi xảy ra vụ việc, tôi không thấy hai cha con có mâu thuẫn hay cãi vã gì. Hôm cha nó mất, Quy vẫn về đội khăn tang. Theo chỉ dẫn, phóng viên tìm đến vựa trái cây trên địa bàn xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè để gặp chị T, mẹ Quy. Theo lời người phụ nữ này, chị và chồng quen biết nhau qua mai mối và có với nhau ba người con. Quy là con cả. Chị T cho biết, sau khi lấy nhau, chồng chị hay say xỉn nên cả hai ly thân khoảng 7-8 năm nay. Sau đó, chị T và ba đứa con về nhà cha mẹ ruột sinh sống. Mẹ của Quy cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên khi học đến lớp 7, Quy xin nghỉ học để phụ mẹ chăm lo cho hai đứa em. Chị T kể, khoảng 2 năm nay, cha cháu đón cháu về ở vì bà nội nói nhớ cháu. Thấy vậy, tôi cũng đồng ý. Hàng ngày, khi làm xong công việc ở vựa trái cây, Quy chạy về ngủ với nội. Quy ít nói nhưng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình không thấy cháu có biểu hiện gì bất thường. Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ngày 14 tháng 10, gia đình phát hiện ông Phạm Văn Y, 45 tuổi, nằm chết trên giường. Nghĩ ông Y chết do bệnh lý nên gia đình tổ chức mai táng, không trình báo cơ quan chức năng. Tối cùng ngày, mẹ ông Y, bà Phạm Thị P, 83 tuổi, đói bụng nên được người nhà pha sữa cho uống. Sau khi uống sữa xong, bà P miệng chảy nước bọt, tay chân co giật, gia đình đưa đi cấp cứu cũng tử vong sau đó. Đến sáng ngày 15 tháng 10, ông Phạm Minh T, 55 tuổi, con của bà P, đói bụng nên pha sữa uống và gặp các triệu chứng tương tự như bà P, được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời. Từ đây, mọi người bắt đầu nghi ngờ sữa có vấn đề và trình báo công an. Căn cứ kết quả giám định các mẫu vật thu tại hiện trường và kết quả điều tra xác minh, đã xác định con ruột ông Y là Phạm Minh Quy, sinh năm 2009, có liên quan đến vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, Quy khai nhận, do cha thường xuyên uống rượu, nhiều lần Quy nói cha bỏ rượu thì bị la mắng nên Quy nảy sinh ý định giết cha. Ngày 13 tháng 10, Quy cùng em đi xin thuốc bà chó. Sau đó, khoảng 23 giờ cùng ngày, Quy bỏ thuốc bà chó vào hộp sữa mà bà nội và cha hay uống. Thưa quý vị, sau bao ngày thấp thỏm ngóng đợi, vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, 78 ngư dân và 2 thi thể trên 2 con tàu gặp nạn tại vùng biển Trường Sa đã về đến quê nhà Quảng Nam. Không ai bảo ai, những ngư dân may mắn sống sót sau đại nạn đã gác lại niềm vui đoàn tụ với người thân để san sẻ nỗi buồn chia ly với gia đình của 15 ngư dân chết và mất tích. Dù đã đặt chân về đến quê nhà, nhiều ngư dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự cố chìm tàu. Trong giây phút mừng tuổi giữa vòng tay người thân, đôi mắt họ đỏ hoe khi nhắc tên những người không may tử nạn, mất tích. Trang lóc vừa thổi tới là tất tác cả chừng 2 đến 3 phút là cái tàu đã ập là chìm rồi. Ập chìm nó tăng thêm bằng đây mà có mưa có gió nữa là không có thấy gì cả. Có phước mình còn sống về đây, những người là vô phước là tìm không được, trừ có 12 người họ cũng theo ở đây họ tìm không được sống tới con tàu cho họ. Bà Võ Thị Hương có chồng và 2 con trai cùng đi chung trên 2 con tàu bị chìm. Đã trải qua những giây phút tưởng như chết đi sống lại, cho đến khi nhận tin người thân may mắn thoát chết. Như bao người dân khác ở làng, bà Hương giấu niềm vui vào lòng, rồi chạy đến từng nhà ngư dân gặp nạn để an ủi, động viên người thân của họ. Mấy chục năm chờ chồng, rồi lại chờ con đi biển. Bà Hương hiểu rằng nỗi đau chia ly này luôn treo lơ lửng trong tâm trí. Ngày nào chồng con bà Hương còn lênh đênh trên biển.
cuộc sống biển nó rất là mang manh. Khi xuống dưới biển, cái đó, cái lòng biển mà bảo thúng xuống chén khó nổi cái chén hết, rất là mang manh, rất là ngán ngủ. Đây, bốn cuộc sống mình mà đem kiếm tiền gì nhọt, vì chén cơm manh út thì phải ra đi. Có mấy người mất mất thì giờ nở đau, còn người ta tới giờ tham đồ này khóc thì cũng chia buồn. Mình cũng cái đó cũng giờ mình còn sống thì mình cũng cố gắng lên để vươn lên để bốn biển lại. Trong cơn bão Chan Chu năm 2006, làng biển xã Tam Giang đã có 21 ngư dân tử nạn. Đến hôm nay, 5 người đàn ông trụ cột của những gia đình khác cũng một đi không về. Biển giận dữ đã cướp đi những ngư dân khỏe mạnh, can trường của làng. Nhưng sau biến cố này, họ vẫn sẽ lại ra khơi mưu sinh và trở thành những cột mốc sống bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trưa 22 tháng 10, khi hội trường của giáo xứ Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tổ chức đám cưới với khoảng 500 khách tham dự, thì bất ngờ phía sau dàn nhạc chập điện, làm bùng phát ngọn lửa. Khói và lửa nhanh chóng bao phủ sân khấu rồi lan khắp hội trường, khiến người dân hốt hoảng, nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã huy động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ, nhưng phải hơn 45 phút sau ngọn lửa mới được dập tắt. Dù không thiệt hại về người, nhưng tài sản trong hội trường đã bị cháy rụi, ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Thưa quý vị, ở đoạn đường An Phú Đông 35 thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, nước từ những cơn mưa nhiều ngày trước vẫn còn lênh láng. Nước bao vây tứ phía nên muốn ra vào nhà, người dân chỉ có một cách duy nhất đó là lội nước. Tát nước, hốt sình bùn đã trở thành việc phải làm thường xuyên từ nhiều tháng nay. Tại đường An Phú Đông 35, tên cũ là An Phú Đông 25, thuộc phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Một đoạn dài khoảng 400 mét nước ngập lênh láng, tồn đọng nhiều tháng chưa rút. Đặc biệt, trên đoạn đường này có những hố sâu bị nước che lấp như những chiếc bẫy người đi đường. Nguyên nhân gây ngập được cho là do tuyến đường không có hệ thống thoát nước, mặt đường lún, trũng. Tuyến đường này cũng là lựa chọn của người dân để đi đến quốc lộ 1A. Vì vậy, hàng ngày có lượng lớn xe cộ lưu thông qua đây. Bên cạnh đó, con đường này còn kết nối tới các trường học, trong đó có 2 trường mầm non và 1 trường tiểu học, nên số lượng trẻ nhỏ qua đây chiếm số lượng nhiều. Nay đường xuống cấp khiến việc lưu thông cho các phương tiện, đặc biệt là các em nhỏ càng nguy hiểm hơn. Dân cư ở đây thường xuyên phải bị bõm lội nước, chịu cảnh nước kèm theo bùn đất cuốn theo xe tải tràn vào nhà, hay xe cộ chết máy, đặc biệt ngày nào cũng có 5-6 người bị ngã xe. Sinh sống ở đoạn đường này đã lâu, anh Đỗ Doãn Sự cho biết, tình trạng con đường này ngày càng ngập nặng, khiến người dân sống hai bên đường ở đây rất khổ sở. Nếu ai đi lần đầu tiên sẽ dễ bị té ngã. Có những nhà ngập nặng, họ bơm nước từ bồn cầu trực tiếp ra đường, khiến nơi đây càng ô nhiễm. Hàng ngày phải chạy qua con đường này đi làm, anh Ngô Tuấn Kiệt ngụ tại quận 12 cho biết. Mỗi lần đi qua đây như đi đánh trận, tôi phải cởi giày dép, sắn cao quần và tập trung nhớ những hố sâu để tránh xảy ra tai nạn. Nhiều lúc không cẩn thận tôi bị té, dơ hết quần áo và trễ giờ làm. Có những người dân không chịu nổi cảnh bị bõm lội nước đã chuyển đi nơi khác, khiến cho hàng loạt phòng trọ để trống. Thậm chí, nguyên dãy trọ gần 10 phòng, chỉ có duy nhất một người sinh sống. Tình trạng ngập nước đã được chính quyền địa phương xuống ghi nhận, dù trải qua 5 cuộc họp với người dân để tìm ra hướng giải quyết. Nhưng hiện nay, hiện trạng con đường vẫn y như cũ. Chị Võ Thị Hương, người dân sống tại đây chia sẻ. Phía phường cũng có hứa hẹn với người dân, trong tháng 10 sẽ làm hệ thống thoát nước. Nhưng nay đã gần cuối tháng, vẫn chưa thấy gì. Chúng tôi rất mong sớm có biện pháp hỗ trợ xử lý thoát nước để đi lại dễ dàng hơn. Chứ hiện nay, người dân mất ăn mất ngủ vì lo cảnh nhà ngập, nhất là khi trời mưa. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời tiết ở miền Bắc trong những ngày cuối tháng 10 sẽ mát mẻ, có mưa rào và dông vài nơi. Cùng với đó, miền Trung cũng sắp đón những cơn mưa lớn. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết. Theo đó, dự báo ngày 24 tháng 10, ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 25 tháng 10, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ giảm dần, vùng mưa lớn có xu hướng mở rộng lên phía Bắc. Do mưa lớn, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại khu vực trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
dự báo thời tiết 10 ngày tới. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, thời tiết mát mẻ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, từ đêm ngày 22 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng đêm nay ở phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.